Xin chào các bạn. Cộng hòa Hồi giáo Iran, hay còn được gọi là Ba Tư, là một quốc gia ở Tây Á với diện tích là 1.648.195 km² và là nơi sinh sống của 86.547.000 người. Do lãnh thổ được bao bọc bởi các ngọn núi hiểm trở với gần 1.500 đỉnh núi có độ cao trên 3.000 mét so với mực nước biển, nơi có mùa đông lạnh giá và tuyết rơi dày, còn mùa hè khô và nóng. Dọc theo phần lớn bờ biển phía nam lại là những vách đá và núi đâm sát ra biển, trong khi phần phía đông của cao nguyên trung tâm được bao phủ bởi hai sa mạc muối là Dasht-e Kavir rộng 77.600 km² và Dasht-e Lut rộng 51.800 km², nơi được mệnh danh là một trong những sa mạc khô nhất và nóng nhất thế giới, với nhiệt độ bề mặt của cát vào năm 2005 lên tới 70,7 độ C. Do đó mà lãnh thổ Iran được ví như một pháo đài bất khả xâm phạm. Là một quốc gia đa sắc tộc với nhiều nhóm dân tộc và ngôn ngữ khác nhau, tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở cũng gây ra không ít những khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa và giao lưu giữa các vùng trong nước. Cho nên, việc giao lưu văn hóa giữa các nhóm dân tộc còn hạn chế, đặc biệt là những nhóm người thiểu số sống trong các vùng núi hẻo lánh. Điều này là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bất ổn sắc tộc ở Iran. Nhưng nếu xét về địa chính trị thì đây là một quốc gia có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Đông. Iran là một quốc gia Hồi giáo, có chung biên giới với các quốc gia đều có người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Azerbaijan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Pakistan, Afghanistan và Turkmenistan. Ngoài ra, quốc gia này còn tiếp giáp với biển Caspi ở phía Bắc và các vùng biển lớn ở phía Nam như Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Đồng thời, nó cũng đang nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi có khoảng 1/3 lưu lượng tàu chở dầu trên thế giới đi qua, bởi vì phía tây của eo biển thuộc lãnh hải Oman là vùng nước nông và có nhiều đá ngầm, còn vùng nước sâu lại thuộc lãnh hải của Iran, nơi tàu thuyền dễ dàng đi qua lại. Với lịch sử kéo dài hàng nghìn năm, bao gồm một trong những đế chế hùng mạnh nhất thế giới, đó là Ba Tư, nền văn minh này được thành lập bởi Cyrus Đại Đế vào năm 550 trước công nguyên. Chỉ trong vòng 200 năm ở giai đoạn đỉnh cao của mình, người Ba Tư đã chinh phục vùng đất bao phủ hơn 5,5 triệu km², từ phần phía nam của Ai Cập đến các vùng đất của Hy Lạp và sau đó là Ấn Độ. Nhưng Ba Tư cuối cùng cũng đã bị Alexander Đại Đế chinh phục vào năm 330 trước công nguyên và để lại cho Iran nhiều di sản văn hóa, văn minh và khoa học vĩ đại. Chưa dừng lại ở đó, đất nước rộng lớn này còn có nhiều sự thật thú vị mà không phải ai cũng biết. Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha! Quốc gia sở hữu sa mạc nóng nhất hành tinh. Ở miền đông Iran, sa mạc Lut hay còn gọi là Dasht-e Lut được mệnh danh là chảo lửa của trái đất và là nơi không thích hợp cho sự sống. Từ năm 2003 cho đến năm 2010, máy đo quang phổ hình ảnh độ phân giải vừa phải được cài đặt trên vệ tinh Aqua của NASA đã ghi nhận sa mạc Lut là nơi có bề mặt nóng nhất trên trái đất với nhiệt độ đạt 70,7 độ C vào năm 2005. Sau đó, NASA đã phát hành một phiên bản phần mềm vệ tinh mới cho phép phát hiện nhiệt độ bề mặt đất tốt hơn. Theo dữ liệu vệ tinh độ phân giải cao từ hai thập kỷ qua, thì mặt đất ở khu vực này đôi khi có thể nóng tới 80,8 độ C. Nguyên nhân của sự khắc nghiệt đó là do sa mạc Lut được bao quanh bởi các dãy núi cao, chúng đã ngăn không khí ẩm từ Địa Trung Hải và biển Ả Rập vào sa mạc. Đặc biệt, ở những phần được bao phủ bởi đá núi lửa đen là nơi tiếp nhận lượng nhiệt lớn nhất, bởi những viên đá sẫm màu này hấp thụ nhiều năng lượng từ ánh sáng mặt trời hơn, trong khi chỉ phản xạ một phần rất nhỏ. Vào mùa xuân ẩm ướt, nơi này vẫn có nước chảy xuống từ các dãy núi ở phía trên, nhưng nó nhanh chóng cạn kiệt, chỉ để lại đá, cát và những cánh đồng muối. Do vậy mà mặc dù có diện tích rộng lớn, lên tới 51.800 km², nhưng sa mạc Lut gần như không có thảm thực vật sinh sống, trừ một số loài cây bụi có độ cao lên tới 10 mét. Tuy có khí hậu khắc nghiệt, nhưng khu vực này lại là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà khoa học, nhà thám hiểm và du khách nước ngoài vì nó có những vùng địa chất độc đáo cùng với phong cảnh thiên nhiên hoang dã. Ngoài ra thì sa mạc Lut còn được coi là một khu vực tối quan trọng đối với khảo cổ học Iran. Trong những năm gần đây, nhiều cuộc khảo cổ mở rộng đã được tiến hành và họ đã phát hiện ra 87 địa điểm cổ có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 5 trước công nguyên đến cuối kỷ nguyên Hồi giáo. Với những giá trị to lớn này thì nó đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2016. Bộ tộc kỳ lạ, nơi vợ chọn cô dâu mới cho chồng. Bộ tộc Kaskai là một nhánh của người Turkic di cư từ Trung Á đến Iran trong thế kỷ 11 và 12. Với dân số vào khoảng 400.000 người, đây là bộ tộc du mục đông dân thứ hai trên đất nước, đồng thời được coi là những người du mục cuối cùng ở Iran. Hiện nay, họ sinh sống chủ yếu xung quanh thành phố Shiraz và Firuzabad của tỉnh Fars. Cho tới hiện tại, phần lớn người Kaskai vẫn sinh sống bằng việc chăn thả gia súc trên các đồng cỏ và lưu giữ những tập tục truyền thống của riêng mình. Điều đặc biệt là đàn ông ở đây không được lấy nhiều vợ, trừ trường hợp được người vợ đầu tiên cho phép.
Thường là do người vợ này không thể sinh con, nên họ sẽ tìm cho chồng mình một người vợ nữa để duy trì nòi giống. Đối tượng được chọn hoàn toàn là do người vợ chính thức sắp đặt, còn người chồng thì không được quyền quyết định và càng không thể phản đối. Ngoài ra thì việc sống độc thân là điều cấm kỵ ở Kaskai và coi đó là một tội lỗi không thể tha thứ. Họ cho rằng đây là lối sống ích kỷ và trái lại quy luật sinh tồn của tự nhiên. Không chỉ được biết đến với những truyền thống độc đáo, bộ tộc Kaskai còn nổi tiếng với nghề dệt thảm ba tư và những sản phẩm bằng len bắt mắt. Cũng nhờ bàn tay khéo léo mà phụ nữ ở đây luôn biết cách làm nổi bật bản thân giữa những đám đông, đặc biệt trong các dịp lễ hội, với váy áo truyền thống đa dạng, rực rỡ sắc màu, kết hợp cùng khăn trùm duyên dáng. Trong suốt giai đoạn phát triển đất nước, chính quyền Iran đã nhiều lần đưa ra các giải pháp để ổn định cuộc sống cho dân tộc này, nhưng đều không thành công vì họ luôn tự hào là một bộ tộc mạnh mẽ và muốn sống một cuộc đời như cha ông mình trong hàng trăm năm qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu và khó khăn chung về kinh tế quốc gia mà cuộc sống của những người du mục trở nên bấp bênh hơn, nhiều người đã tới các thành phố lớn để học nghề và lập nghiệp. Nhưng nhiều thanh niên ở Kaskai lại cảm thấy bị mắc kẹt giữa khát vọng hòa nhập xã hội hiện đại và lòng trung thành với bộ tộc. Lối sống truyền thống của người du mục cũng đang dần bị mai một. Lớp người già cảm thấy những di sản văn hóa của bộ tộc không còn đủ hấp dẫn để giữ chân người trẻ ở lại và duy trì lối sống của tổ tiên nữa. Quốc gia sở hữu khu rừng cổ đẹp nhất thế giới. Caspi Hikanian là một khu rừng nguyên sinh tươi tốt, trải dọc theo bờ biển phía nam của biển Caspi và sườn phía bắc của dãy núi Abor. Khu rừng xuyên biên giới này có tổng diện tích là 55.000 km², chủ yếu nằm trong lãnh thổ của Iran, chỉ một phần nhỏ thuộc về Azerbaijan. Đây là một trong những khu rừng cổ xưa nhất thế giới, với thời gian tồn tại khoảng 50 triệu năm. Nó thậm chí còn là quê hương của một trong những tổ tiên của loài người, đó là người Neanderthal. Những người đã để lại dấu hiệu cho sự hiện diện của họ trên các bức tường của các hang động trong rừng. Nơi này còn được mệnh danh là cha mẹ của các khu rừng châu Âu, bởi trong khi hầu hết các khu rừng ở châu lục này đều đã bị phá hủy ở thời kỳ băng hà thứ tư, thì Hikanian vẫn tồn tại và phát triển vì có biển Caspi ngăn chặn cái lạnh dữ dội tràn qua. Trải qua hàng triệu năm, khu rừng này đã tạo ra một hệ sinh thái độc đáo, đồng thời được coi là kiệt tác của thiên nhiên, với thảm thực vật đa dạng và huyền bí, từ những cánh rừng lá rộng ôn đới đầy màu sắc đến những tràng cây bụi, thảo nguyên và lãnh nguyên lạnh giá. Rừng Hikanian cũng là một kho tàng của nhiều loại dược liệu quý hiếm đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng trong y học Iran. Bên cạnh hệ thực vật phong phú thì khu rừng này còn là nơi sinh sống của nhiều loại động vật hoang dã như là sói, gấu nâu ba tư, hươu đỏ, chó rừng và đặc biệt là loài báo ba tư đang bị đe dọa tuyệt chủng. Đây cũng là một trong những phân loài báo có kích thước lớn nhất trong các loại báo hoa mai, với trọng lượng cơ thể lên tới 90 kg, đồng thời là kẻ săn mồi đáng gờm của thiên nhiên hoang dã. Ngoài giá trị sinh học thì Hikanian còn có giá trị văn hóa đáng kể. Khu rừng này hiện là nơi sinh sống của nhiều bộ tộc địa phương, nơi lưu giữ các di sản văn hóa quan trọng cùng nền ẩm thực độc đáo. Với những giá trị to lớn đó, rừng Hikanian của Iran đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2019. Quốc gia đứng đầu châu Á về số người tị nạn. Cộng hòa Hồi giáo Iran là một trong những nơi tiếp nhận tị nạn lớn nhất và kéo dài nhất trên thế giới. Quốc gia này đã cung cấp nơi trú ẩn cho người tị nạn trong hơn 4 thập kỷ kể từ những năm 1979, khi hàng loạt làn sóng bạo lực nổ ra trong khu vực. Theo số liệu thống kê năm 2021 do chính phủ Iran thông báo, thì có khoảng 800.000 người tị nạn sinh sống ở Iran, chủ yếu là người Afghanistan với hơn 700.000 người, sau đó là người Iraq, Syria và Pakistan. Họ đến đây để tìm kiếm sự an toàn và lánh nạn trước các cuộc khủng hoảng trong đất nước của mình, đồng thời chấp nhận làm việc tại Iran với mức lương cực kỳ thấp. Tuy nhiên, không phải tất cả những người tị nạn ở Iran đều là hợp pháp. Ngoài con số thống kê chính thức, thì ước tính có khoảng 1,5 đến 2 triệu người Afghanistan không có đủ giấy tờ đang sinh sống ở đây. Điều này đã tạo ra những thách thức lớn trong vấn đề quản lý xã hội và gây ra áp lực đối với nền kinh tế đang gặp khó khăn của xứ sở Ba Tư. Nó cũng làm gia tăng nạn buôn người đối với người di cư Afghanistan, cũng như trẻ em và phụ nữ Iran nghèo khó, những người dễ trở thành nạn nhân của nạn lao động cưỡng bức và lạm dụng tình dục. Theo số liệu chính thức của Iran, cho thấy 3 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi đang phải làm việc trong các ngành công nghiệp được trả lương thấp, bao gồm vận tải, xử lý rác, rửa xe, xây dựng và công nghiệp dệt thảm. Nhưng các phương tiện truyền thông địa phương thì cho rằng con số này thực tế phải lên tới 7 triệu trẻ em. Những bé khác thì bị ép buộc đi ăn xin và sử dụng ma túy để tham gia vào đường dây buôn bán chất cấm. Với các số liệu trên thì có vẻ như Iran là một quốc gia kém phát triển, nhưng thực tế thì các chỉ số về mức sống của người dân ở đây vẫn khá cao và những người sinh sống ở thành phố lớn vẫn cập nhật được các xu hướng của thế giới.
GDP theo sức mua tương đương năm 2022 của quốc gia này lên tới 1.600 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương là 18.487 USD, gần bằng con số 21.403 USD của Trung Quốc và cao hơn rất nhiều so với con số 13.155 USD của Việt Nam. Quốc gia cho phép người dân kết hôn tạm thời. Cưới tạm hay kết hôn tạm thời là một hình thức khá phổ biến ở Iran. Chính phủ quốc gia này cho phép các cặp đôi thực hiện một lễ cưới tạm thời và cấp cho họ một tờ giấy chứng nhận đã cưới tạm trong một khoảng thời gian nhất định. Suốt quãng thời gian đó, họ được phép quan hệ thoải mái trước hôn nhân mà không sợ bị phản đối hay vi phạm các đạo luật hà khắc của Hồi giáo. Nhưng không phải đối tượng nào cũng được thực hiện hợp đồng này. Phía nữ giới phải là quả phụ hoặc đã ly dị chồng. Nếu là con gái chưa chồng thì phải được bố đẻ đồng ý. Còn phía nam giới thì có vợ hay chưa có vợ đều là hợp pháp, nhưng phải chứng minh được thu nhập hàng tháng hoặc tài sản cá nhân đủ khả năng chi trả để chi trả mọi chi phí sinh hoạt cho người phụ nữ trong thời gian cưới tạm. Sau đó, họ sẽ mang giấy tờ chứng minh đến để lấy giấy xác nhận tại phòng đăng ký hôn nhân và tổ chức một nghi thức đơn giản tại nhà thờ dưới sự làm chứng của các vị chức sắc tôn giáo. Lúc đó thì hợp đồng hôn nhân mới có hiệu lực. Kiểu hôn nhân này có thể kéo dài vô thời hạn, chỉ cần hai bên đồng ý thì có thể gia hạn, nhưng thông thường ở Iran thì nó chỉ kéo dài trong khoảng 3 đến 5 tháng. Một số nhà hoạt động nhân quyền ở Iran đã cổ vũ việc cưới tạm, đồng thời cho rằng điều này sẽ làm giảm việc buôn bán mại dâm trái phép. Vì tại xứ sở Ba Tư, thanh niên dưới 25 tuổi chiếm gần 65% dân số cả nước, nhưng có nhiều người thất nghiệp và không có đủ tiền để kết hôn. Nên đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề tình dục và yêu đương của họ mà không vi phạm pháp luật. Trái lại, cũng không ít người chỉ trích hình thức kết hôn tạm thời này bởi nó sẽ gây ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Thực tế có hàng ngàn trường hợp trẻ em ra đời mà không biết cha của mình là ai, còn phần lớn đàn ông thì không muốn lập gia đình với những phụ nữ đã trải qua hôn nhân hợp đồng và càng không muốn làm cha những đứa trẻ được sinh ra trong cuộc hôn nhân ấy. Quốc gia siêu cường năng lượng. Iran là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên năng lượng phong phú nhất trên thế giới, với trữ lượng dầu là 208,6 tỷ thùng theo OPEC và xếp thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Ả Rập Saudi và Venezuela, trong khi trữ lượng khí đốt của đất nước này ước tính là khoảng 33,6 nghìn tỷ mét khối hay 33.600 km khối, xếp thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Nga. Đồng thời nó cũng là nước sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Nga và Mỹ. Năng lượng dầu mỏ và khí đốt chiếm khoảng 80% nguồn năng lượng tiêu thụ trong nước của Iran và chiếm một phần lớn trong tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia này. Cụ thể thì năm 2022, quốc gia này khai thác khoảng 3.450.000 thùng dầu thô mỗi ngày, nhưng tiêu thụ trong nước chỉ hết 1.935.000 thùng và còn dư 1.515.000 thùng để xuất khẩu. Lĩnh vực khí đốt thì mỗi ngày cũng dư ra gần 17 tỷ mét khối khí để xuất khẩu. Điều này đã giúp Iran thu về nguồn lợi khổng lồ từ việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước. Theo các báo cáo của các tổ chức quốc tế, thì thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia này vào năm 2021 là khoảng 38,7 tỷ đô la. Năm 2022 dự đoán là 58 tỷ đô la. Đây là mức thu nhập dầu mỏ cao nhất của Iran kể từ năm 2017. Nếu tính cả lượng dầu tiêu thụ trong nước thì có thể vượt mức 115 tỷ đô la. Bên cạnh đó, Iran cũng đã đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời. Theo Bộ Năng lượng Iran, năng lượng tái tạo hiện chiếm khoảng 6% tổng sản lượng điện năng của Iran và chính phủ đang đưa ra kế hoạch để tăng tỷ lệ này lên 10% vào năm 2025. Không chỉ vậy, quốc gia này còn rất giàu tài nguyên khoáng sản. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, thì trữ lượng kẽm, đồng và quặng sắt của Iran thuộc hàng lớn nhất trên thế giới. Quốc gia Hồi giáo này cũng sở hữu trữ lượng lớn các khoáng sản như là chrome, chì, mangan, lưu huỳnh, vàng, uranium và titan. Ngoài ra thì Iran đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong lĩnh vực hạt nhân, bao gồm việc làm giàu uranium chạm tỷ lệ 90% để chế tạo nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân. Iran cũng phát triển thành công các nhà máy ly tâm để tăng cường quá trình làm giàu uranium. Nước này còn vận hành nhà máy điện hạt nhân Bushehr từ năm 2011. Quốc gia sản xuất những tấm thảm đắt đỏ nhất trên thế giới. Trong thế giới thảm thì chúng ta không thể không nhắc đến thảm Ba Tư. Hình ảnh tấm thảm bay thần kỳ trong truyện cổ Ba Tư đã đi vào giấc mơ của hàng triệu độc giả trên khắp thế giới và trở thành niềm tự hào của người Iran. Với mức giá trung bình là 3.000 đô la, đôi khi có thể lên tới hàng trăm nghìn đô la, thì đây là loại thảm đắt đỏ nhất trên hành tinh. Thảm Ba Tư đã có niên đại ít nhất 2.500 năm trước, dưới triều đại của đế chế Ba Tư. Trong suốt quãng thời gian tồn tại, chúng đã phát triển và trở thành một loại hình nghệ thuật phản ánh nền văn hóa và lịch sử của đất nước này. Quá trình tạo ra chiếc thảm là hoàn toàn thủ công.
Vì thế mỗi tấm thảm được xem là một kiệt tác theo phong cách riêng của mỗi nghệ sĩ và phải mất đến nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ mới hoàn thành được một sản phẩm. Có rất nhiều loại thảm ba tư, nó được phân biệt bởi chất liệu, hoa văn và kỹ thuật dệt. Trong đó, loại truyền thống nhất là thảm Gabe, được sản xuất tại tỉnh Fars, phía tây nam Iran, được đặc trưng bởi các họa tiết nổi bật. Theo chia sẻ của một số nhà sản xuất thảm ba tư, thì điều thu hút nhất của loại thảm Gabe là chúng phản ánh được tâm trí của thợ dệt. Nhìn sâu trong bức họa trên tấm thảm, chúng ta có thể cảm nhận được cảm xúc đang chuyển động. Nghề dệt thảm ở đây đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của thế giới. Bên cạnh đó, thì vật liệu để tạo ra thảm ba tư đa phần lấy từ thiên nhiên. Những sợi này sẽ bền và giữ màu lâu hơn nhiều so với các loại sợi tổng hợp. Màu được sử dụng cũng phải là màu từ thiên nhiên, được chiết xuất từ các loại cây hoặc xác côn trùng. Bởi vậy nên việc kiểm soát màu sắc rất khó và sẽ luôn có sự khác biệt giữa mỗi lần dệt. Có nghĩa là mỗi tấm thảm ba tư đều là độc nhất và không tồn tại hai chiếc thảm trông giống hệt nhau trên thị trường. Kỷ lục tấm thảm ba tư đắt nhất từng được ghi nhận trong sách kỷ lục Guinness thế giới thuộc về tấm thảm lá liềm Clark và được mua với giá 33,7 triệu đô la tại buổi đấu giá Sotheby's ở New York vào năm 2013. Hiện nay, việc xuất khẩu thảm là lĩnh vực mang đến nguồn lợi nhuận rất lớn cho nền kinh tế Iran chỉ sau dầu khí, nhưng nó cũng đang phải đối mặt với nguy cơ biến mất do lớp trẻ không có hứng thú theo học. Nguyên nhân là bởi họ nhìn thấy bộ dạng đau ốm và các vấn đề về sức khỏe của thế hệ trước khi theo nghề dệt thảm. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, thì ước tính chỉ trong vòng 15 đến 20 năm nữa, nghề dệt thảm ba tư sẽ hoàn toàn biến mất tại quốc gia Tây Á này. Quốc gia là thánh địa của dịch vụ sửa mũi. Nhắc tới ngành phẫu thuật thẩm mỹ thì người ta thường hay nghĩ đến Hàn Quốc hoặc Thái Lan. Nhưng nếu tính riêng số ca phẫu thuật thẩm mỹ mũi thì Iran mới là nước dẫn đầu. Mặc dù không có số liệu chính xác, nhưng ước tính khi mỗi năm đất nước này có tới gần 40.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Vốn là quốc gia có nhiều quy định hà khắc với nữ giới, nhưng giờ đây trào lưu chỉnh sửa mũi đang dần thay đổi quan niệm trong xã hội Iran. Tại đất nước này, hình ảnh các phòng khám thẩm mỹ chật kín người giờ đã không còn xa lạ. Đáng chú ý là không chỉ nữ giới, mà số lượng nam giới ở xứ sở ba tư có nhu cầu thẩm mỹ mũi cũng ngày càng một tăng. Không chỉ phục vụ người bản địa, dịch vụ làm đẹp tại Iran còn lôi kéo cả khách nước ngoài bởi giá thành rẻ hơn nhiều so với Mỹ và châu Âu. Phần lớn người dân cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy xã hội của Iran đang dần hiện đại hơn và việc thẩm mỹ giúp họ tự tin cũng như có thêm nhiều cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Một bộ phận khác lại tỏ ra không đồng tình bởi vì họ cảm thấy đất nước này đang bị Tây hóa quá đà. Quốc gia có núi lửa cao nhất châu lục. Damavan là một núi lửa dạng tầng không hoạt động, nằm ở dãy Albor, phía nam của biển Caspi, cách thành phố Tehran khoảng 66 km về phía đông bắc. Nó có độ cao 5.671 m so với mực nước biển, là đỉnh cao nhất của Iran, đồng thời là ngọn núi lửa cao nhất ở châu Á và cũng là một trong số 12 đỉnh núi nổi bật nhất trên thế giới. Lần phun trào cuối cùng của ngọn núi này là vào khoảng năm 5.300 trước công nguyên, nhưng hiện nay ở trên đỉnh núi của Damavan vẫn còn một miệng núi lửa nhỏ có châm tích lưu huỳnh. Bao quanh đỉnh núi là các sông băng, nó cung cấp một lượng nước đáng kể cho các khu định cư bên dưới, đồng thời là đầu nguồn của một số con sông lớn ở Iran. Nhưng do biến đổi khí hậu nên các con sông băng này đã dần bị thu hẹp nhanh chóng. Ở sườn và chân núi lửa là nơi tập trung các suối khoáng nóng. Nước từ các con suối này được cho là hữu ích trong việc điều trị các vết thương mãn tính và bệnh ngoài da. Nó cũng được đóng chai để phân phối khắp Iran. Damavan có một vị trí đặc biệt trong thần thoại và văn hóa dân gian Ba Tư. Nó là biểu tượng trong sự phản kháng của người Iran chống lại chế độ chuyên quyền và sự cai trị của nước ngoài. Trong các văn bản và thần thoại của Zoroastrian thì con rồng ba đầu Azidahaka đã bị xích trong ngọn núi này cho đến tận ngày tận thế. Đồng thời bạo chúa Zahak cũng bị xích trong một hang động ở đâu đó trên núi Damavan sau khi bị Kave và Feridun đánh bại. Ngọn núi cũng được cho là có sức mạnh ma thuật và là địa điểm mà người anh hùng đã bắn mũi tên ma thuật của mình để đánh dấu biên giới của đất nước trong cuộc tranh chấp biên giới giữa Iran và Turan. Quốc gia sản xuất nghệ tây lớn nhất thế giới. Saffron, hay còn gọi là nghệ tây, là một trong những loại gia vị đắt nhất thế giới tính theo trọng lượng. Nguyên nhân là do chúng là loài thực vật kén chọn thổ nhưỡng và khí hậu. Việc chăm sóc loại cây này cũng hết sức vất vả và tốn kém nhiều thời gian. Chỉ những người chăm chỉ và thực sự yêu thích công việc trang trại đồng áng thì mới có thể làm được. Phần duy nhất của nghệ tây có mùi thơm là nhụy hoa, nhưng mỗi bông nghệ tây lại chỉ có 3 nhụy, nên để có được 1 kg nghệ tây khô thì phải thu hoạch khoảng 110.000 bông hoa, tương đương với diện tích canh tác là gần 1,5 hectare.
Điều đặc biệt là người dân phải thu hoạch hoàn toàn bằng thủ công và thật nhanh chóng vì chúng thường nở đồng loạt. Hiện nay, Iran là quốc gia sản xuất ra loại nghệ tây chất lượng nhất và lớn nhất thế giới với sản lượng 430 tấn vào năm 2019. Hầu hết chúng được xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha, sau đó sẽ phân loại và bán lại cho thị trường toàn cầu. Ngoài ra thì các trang trại nghệ tây ở Iran còn là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với các du khách nước ngoài. Khi mà vào tháng 11 hàng năm, những cánh đồng hoa ở đây sẽ nở rộ, nhuộm tím một vùng trời đất rộng lớn, tạo nên một cảnh quan độc đáo, hiếm có. Mặc dù nghề trồng nghệ tây vất vả là vậy, nhưng người dân ở đây vẫn kiên trì gắn bó với nghề vì nó không chỉ là một mặt hàng giá trị cao mà còn là niềm tự hào của quốc gia. Đó là những sự thật thú vị về Iran, một quốc gia Hồi giáo rộng lớn đầy bí ẩn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.